Các bạn thân mến, sau những giờ làm việc căng thẳng, được đắm mình trong làn nước nóng để thư giãn đầu óc và gân cốt thì quá là một điều cần thiết. Tuy nhiên, đã mệt rồi mà còn phải chờ nước sôi, pha nước rồi mới có thể tắm được thì đuối quá phải không các bạn? Chính vì vậy mà những chiếc máy tắm nước nóng đã được ra đời để giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian hơn. Và đến với top 5 ngày hôm nay, hãy cùng với Trung Nghĩa điểm qua danh sách của 5 chiếc máy tắm nước nóng được bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2019 các bạn nhé. Đứng ở vị trí thứ 5 là chiếc máy nước nóng Electrolux EWE451GXDWR có giá bán là 1.990.000 đồng. Máy nước nóng Electrolux EWE451GXDWR có màu đỏ trắng thanh lịch, công suất lên đến 4.500W và có thể làm nóng nước tới 55 độ C một cách nhanh chóng. Lớp vỏ máy được trang bị khả năng chống thấm nước và bụi theo tiêu chuẩn IP25, giúp tăng cường tuổi thọ cho máy và hạn chế hư hỏng khi sử dụng, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm. Chiếc vờ sen đi kèm này được thiết kế với 5 chế độ phun mạnh nhẹ khác nhau, giúp người dùng thoải mái lựa chọn để có cảm giác tắm sảng khoái nhất. Công nghệ Safe Ready sẽ tự động kiểm tra độ an toàn của máy nước nóng khi bộ phận làm nóng đã được kích hoạt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Ngay khi phát hiện nhiệt độ nước vượt quá mức cho phép, hệ thống cảm biến nhiệt trên máy nước nóng sẽ tự động ngắt quá trình làm nóng nước để phòng tránh nguy cơ gây bỏng cho người dùng. Ngoài ra, cầu dao chống rò điện ELCB sẽ tự động ngắt điện khi phát hiện rò rỉ điện, giúp hạn chế việc chập điện bên trong thân máy, ngắt điện khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng chống cháy nổ. Một điểm trừ của chiếc máy nước nóng này là nó không có bơm trợ lực, nên nếu bạn sống ở những khu vực có nguồn nước yếu thì nên cân nhắc thêm. Đứng ở vị trí thứ tư là chiếc máy nước nóng Panasonic DH3RB2VK có giá bán là 3.990.000 đồng. Máy nước nóng Panasonic này có thiết kế khá đơn giản, nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích không gian phòng tắm của bạn. Công suất hoạt động 3.500W, làm nóng trực tiếp không qua bình chứa, giúp bạn có được phút giây thư giãn với nước nóng nhanh chóng mà không phải chờ đợi quá lâu. Nếu khu vực bạn đang ở có nguồn nước đầu vào quá yếu, không ổn định thì đừng lo lắng vì đã có thiết kế bơm trợ lực của máy nước nóng trực tiếp Panasonic. Với thiết kế này, máy vẫn sẽ làm nóng được nước một cách hiệu quả và an toàn. Máy cũng được trang bị cầu dao chống rò điện ELCB có khả năng ngắt điện khi phát hiện sự cố và vỏ máy chống nước, bụi theo tiêu chuẩn IP25 giúp bảo vệ linh kiện bên trong, tăng độ bền cho máy. Đứng ở vị trí thứ 3 là chiếc máy nước nóng Electrolux EWE451GXDWB có giá bán là 1.990.000 đồng. Cùng dòng với người anh em ở vị trí thứ 5 của mình, hai chiếc máy nước nóng này chỉ khác nhau về màu sắc. Chiếc máy nước nóng Electrolux này có thiết kế phá cách với tông màu trắng sáng và xanh kết hợp, dễ dàng làm nổi bật không gian phòng tắm của người dùng. Thân máy cũng khá nhỏ gọn, chiều ngang của máy là 21cm, chiều dài 35cm và chiều sâu chỉ 10cm mà thôi, không hề tốn diện tích một chút nào. Máy cũng được trang bị tất cả những công nghệ mà máy nước nóng Electrolux EWE451GXDWR sở hữu, gồm thiết kế vòi phun 5 chế độ mạnh nhẹ khác nhau, công nghệ Safe Ready, hệ thống cảm biến nhiệt độ và cầu dao chống rò điện ELCB. Đứng ở vị trí thứ 2 là chiếc máy nước nóng Panasonic DH3RL2VH 3.5kW có giá bán là 2.490.000 đồng. Máy nước nóng Panasonic DH3RL2VH với vẻ ngoài màu trắng tinh tế sẽ phù hợp với mọi kiểu không gian phòng tắm. Công suất làm nóng lên đến 3.500W và cũng là dòng máy nước nóng trực tiếp cho hiệu quả làm nóng tức thì. Bạn có thể sử dụng nước nóng ngay như ý muốn mà không phải chờ đợi. Cũng sử dụng hệ thống ELCB có khả năng tự động ngắt điện khi xảy ra hiện tượng rò rỉ hoặc dòng điện vượt quá định mức cho phép, cùng vỏ máy chống nước, bụi đạt chuẩn IP25 giúp bảo vệ các linh kiện bên trong, tăng độ bền cho máy. Tuy nhiên, chiếc máy nước nóng Panasonic này còn có khả năng tương thích điện từ AMC giúp các thiết bị điện tử trong nhà không bị nhiễu điện từ nữa. Ngoài ra, máy còn có cảm biến lưu lượng nước thông minh, tự ngắt khi lượng nước đầu ra ít hơn 2 lít một phút để tránh tình trạng cháy khi thanh nhiệt bị khô. Lưu ý là máy không có bơm trợ lực nha các bạn. Đứng ở vị trí top 1 trong danh sách 5 chiếc máy nước nóng bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh năm 2019 là chiếc máy nước nóng Ariston SM45BEVN có giá bán tại thời điểm hiện tại là 3.500.000 đồng. Máy nước nóng Ariston SM45BEVN là dạng máy nước nóng trực tiếp có kiểu dáng chữ nhật nhỏ gọn,
kết hợp với sắc trắng tinh tế sẽ là lựa chọn phù hợp cho mọi kiểu không gian phòng tắm của gia đình bạn. Sự kết hợp giữa cầu dao chống rò điện ELCB, vỏ chống thấm nước IP25 bảo vệ các mạch điện tử và linh kiện bên trong máy, cùng bộ ổn định nhiệt kép giúp bảo vệ cho làn da của bạn khỏi nguy cơ bị bỏng do nước quá nóng, an toàn khi sử dụng. Tương tích điện từ AMC giúp các thiết bị điện tử trong nhà không bị nhiễu điện từ. Đặc biệt, sản phẩm có hỗ trợ bơm trợ lực, tăng áp suất nhằm giúp cho dòng nước chảy ra vòi nhanh và mạnh hơn. Hãy cùng theo dõi bản so sánh chi tiết tính năng và giá bán của top 5 máy tắm nước nóng bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2019. Vừa rồi chúng ta vừa điểm qua danh sách của top 5 chiếc máy tắm nước nóng được bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2019. Hy vọng rằng qua video này sẽ giúp cho gia đình các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn trong dịp mua sắm cuối năm. Đặc biệt, khi mua máy tắm nước nóng tại Điện Máy Xanh, các bạn sẽ được bảo hành chính hãng thân máy 2 năm. Lỗi là đổi mới trong 1 tháng, có người đến lấy tận nhà và miễn phí công lắp đặt.